Chúng tôi đang ở ngoài lề đường uống trà long nhãn, cơ chục trái nhãn có 25 ngàn. Nay phong cảnh rất là hiểu tình. Bữa nay sao nó nhoi quá, hết ngồi ghế này tới chọn ghế kia mà chưa vừa ý nữa. Bốn ghế của bốn người nó dặn hết trơn rồi không thấy tôi la làng. Ở bên ngoài là xe cộ đấy, tao ở đây mà la gì. Ủa an tâm mày gái cái giò liền kìa. Ủa bây giờ thấy bộ đồ của con gấu không, nó bận quần này áo kia thì tắm xong nó đâu có mình đồ thay đâu, tại anh ngủ nhà tôi à, nó quất cái áo đầm quất áo cho đó đó đó, đó đĩa ha, không ai thôi quay phim đĩa đứng dây rồi thôi rồi rồi để đi khỏe không, bây giờ làm bộ lắm, nó phóng xuống vậy giả bộ đào đào cho thật sự muốn xuống đất nhiều chuyện. Ờ ok ơi hửi gì đồ mới đó con, nè tôi một cái đầm, tôi một bộ đồ giống hệt nó luôn á. Coi như của tôi là cái màu nâu nâu, còn con này cái màu sáng chói luôn. Đâu mày đứng lên nè thầy sang vòng ơi. Rồi ở giữa hết luôn, cỡ 1m58 cho tới 1m63, ok hơn 63 cũng được. Ra đường chơi khỏi phải thay đồ. Ê đi đâu, thằng Phương đang mua lụa xào lá quế bên kia mà một hộp lụa chỉ có 20 ngàn. Ở đây bán đồ rẻ không bà con ơi. Ở phía đó là một cái bờ ao, ở lộn sông. Lỗ xào lá quế nó mua tốt bên kia 20 ngàn hộp. Đây là bánh nhúng một bọc vậy nè, 10 ngàn nha quý vị. Thấy siêu rẻ chưa? Thử ra bánh nhúng gần sao. Nữa, thấy chưa? Cái mùi vị y chang bánh kẹp. Anh thấy giống gì? Y chang bánh kẹp. Nó giòn, giòn gụm luôn. Tưởng tăng xương hả? Ngon không? Không ngon hả? Nó giống gì? Bánh kẹp á, nhai gập gập tưởng đâu cái gì ngon lắm nè nè, thử vô chơi liền, chơi ăn được, giòn nhai cho vui. Đây trứng cút đậu bắp, hai tuần rồi đó mới chở đi chơi á, canh ngay giờ linh không à, khởi hành vào lúc 9:50 gần 10 giờ, 10 giờ vẫn còn ở đây mới ngồi thôi nha, đồ ăn mới kêu thôi, thì là tầm cỡ 11:30-12 giờ mới về tới nhà đó. Nãy ông bác kêu là bánh nhúng, còn bánh bột đậu một hộp như vậy bao nhiêu tiền quý vị đón xem, chỉ có 15 ngàn thôi mà bánh ăn rất là béo bụi ngon. Ủa đậu bắp hả? Ủa dạ đậu que. Thơm ngon nè, trời ơi trứng cút à trời ơi. Đi đâu đó xạo mày chậm chậm nó muốn phóng xuống đó. Giờ cái sở thích mới con quỷ này nè, ở đâu có thao cát á, nó giả bộ phóng xuống như đi ỉa mà thật sự vô thao cát nó ngồi. Nó làm như thao cát là một cái nhà nó mướn ở dưới đất vậy đó. Chị chân toàn bộ. Hửi xong liếm cái môi ha. Mày không ăn mày ngồi yên nha. Không ăn tao cho mày xuống sông đó. Hộp bên lớn 20 ngàn, rẻ. Nhưng mà gặp mấy chỗ khác cho cỡ 30. Nãy gì? Gấp xào nhiêu? 20. Gấp xào 20, này 20. Đồng giá. Giá có lừa được vậy ăn không? Giá lừa được chắc ta lừa. Không. Thế vậy? Ừ. Mày ngộ quá, cá thì mày ăn mà cá sống thì mày sợ. Có khùng không? Sợ chó không? Qua tao muốn phóng, tao không chọc phóng cái phóng Hoàng Phương. Không qua đây nó chọc phóng đỡ dùng. Thấy ai dễ ngựa dẻo dẻo liền. Thứ gì? Gió thổi mát mẻ mà dạ không chịu ngồi yên đâu. Ai ăn cái gì bỏ vô miệng chồm đến hủy liền á. Thì trong món này có một món con dẻ nó chấm. Cái gì đó xem là món nào. Mình đâu có để ý đâu. Hồi nó cứ xin hoài. Thì ra cái món nó xin chính là món chả chiên mà không ai để ý. Bây giờ mới để ý. Nè à, xem đây. Thà xuống ghế ăn à, gớt đi con. Mày ăn hết 3-4 cục của con ta rồi.